chào cô chú. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các cô chú một số giò hạt vĩ hồng thiên cung. Đây là mặt hoa của nó cô chú. Hạt vĩ hồng thiên cung. Hoa rất là đẹp. Đây là giò mã số 1. Đây mã số 1. Thì có giá tiền là 650.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 thân 650.000. Đây là giò mã số 1. Công này dài được khoảng 50 cm. Giò này có giá là 600 của chú. Đây có một thân bị gập rồi. Mã số 1, 600.000. Mã số 1, 600.000 nha cô chú. Có giá tiền là 450. 2, 4, 6, 8 thân lớn nhỏ. Cộng dài nhất là được khoảng 60 cm. Thân rất là to mập của chú. Giờ mã số 2 có giá tiền là 450.000. Hạt vĩ hồng thiên cung. Giờ mã số 3 có giá tiền là 400. 2, 4, 5, 6 thân 400.000 mã số 3. Cộng này đều nha, được khoảng 40 cm. Thân rất là to rồi của chú. 400.000 giờ mã số 3. Mã số 4 có giá là 400. 2, 4, 6 thân. Cộng giờ nhất là được khoảng 55 cm. Mã số 4 có giá tiền là 400. Giờ mã số 5 400.000. 2, 4, 6, 6 thân. Cộng giờ nhất là được 75. Cộng giờ nhất là được 70 cm. Thân rất là to cô chú. Đây là giò mã số 5, 400. Mã số 6 có 5 thân, 400 luôn. Cộng dài nhất là được khoảng 60 cm. Mã số 6, 400. Mã số 7, 400. 400.000 mã số 7. Cộng dài được khoảng 60 cm. 400.000 giờ mã số 7.